Đây là những hình ảnh về thiên tai, lũ lụt hạn hán đã xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Nhưng từ những dự báo của những người làm công tác khí tượng thủy văn đã có phần hạn chế phần nào những thiệt hại. Phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn Lâm Đồng, mặc dù chỉ có 3 cán bộ nhưng phải kiêm nhiệm rất nhiều công việc. Dự báo ảnh hưởng thời tiết hàng ngày, nguy cơ xảy ra mưa lũ và hiện nay là thời tiết nắng hạn. Mặc dù vậy nhưng với trách nhiệm của mình, mỗi một cán bộ dự báo viên đều hết sức nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đem lại những dự báo đúng nhất về khí tượng thủy văn ở địa phương. Chúng tôi là thường xuyên theo dõi và tự gọi là tham khảo các cái mô hình của nước ngoài đấy, và cái của trung tâm dự báo quốc gia. Do vậy để đưa ra thì cũng lại phải tổng hợp rất là nhiều và cũng lại nghiên cứu cũng theo cái kinh nghiệm của mình nữa. Và thì cũng để đưa ra đấy thì nó cũng khá là chính xác, báo cáo nó kịp thời với Ban Phòng chống lụt bão trong tỉnh. Chính thức được thành lập năm 1993 với 29 cán bộ viên chức Đài khí tượng thủy văn Lâm Đồng, hiện trực thuộc Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên. Riêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã xây dựng được 7 trạm khí tượng thủy văn, 8 điểm đo mưa hợp đồng trong nhân dân và 23 điểm đo mưa tự động phục vụ công tác dự báo thời tiết cũng như ảnh hưởng của thiên tai đối với cuộc sống người dân. Ngoài nỗ lực của mỗi cán bộ công nhân viên, trong những năm qua, Đài khí tượng thủy văn Lâm Đồng đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dự báo nguy cơ xảy ra lũ lụt, hạn hán nhằm giảm thiểu thấp nhất về thiệt hại do thiên tai gây ra tại các địa phương trong tỉnh. Thì trong những năm vừa qua thì đài cũng đã hoàn thành những công việc mà được giao. Thứ nhất là ra hàng ngày ra những cái bản tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thứ hai là ra những cái bản tin cảnh báo về thiên tai, đặc biệt là lũ lụt, hạn hán, bão gió xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Những cái bản tin mà chúng tôi đã ra thì đã được nhân dân chấp nhận và sử dụng và được các cấp các ngành trong địa phương và trên cơ sở đó để đưa ra những cái hoạch định và chính sách để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân trên toàn địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp thì công việc của những người làm công tác khí tượng thủy văn càng hết sức quan trọng, góp phần không nhỏ trong việc hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Đây là công cụ hết sức hữu ích trong phát triển sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Đài khí tượng thủy văn Lâm Đồng thì trong nhiều năm qua cũng đã có những cái hoạt động và dự báo về khí tượng thủy văn trên địa bàn toàn tỉnh, và nhất là trong cái mùa khô hạn vừa rồi thì các cái trạm khí tượng của địa phương ở trên địa bàn của tỉnh Lâm Đồng đã có những cái cung cấp có cái số liệu cần thiết, nhất là cái diễn biến về nhiệt độ, độ ẩm và lượng mưa ở một số vùng, cũng như là cái lượng nước ở các hồ chứa thủy lợi, hồ chứa thủy điện. Thì đây là những cái số liệu hết sức cần thiết để cho cái việc hoạch định chính sách cũng như là quản lý tài nguyên nước, cũng như quản lý về cái sản xuất và đời sống trên địa bàn của địa phương hết sức tích cực. Và chúng tôi cũng ghi nhận những cái nỗ lực cố gắng của các cái cán bộ công chức viên chức trong ngành khí tượng thủy văn đã nỗ lực mà theo dõi những diễn biến tình hình khí hậu và khí tượng thủy văn trên địa bàn của tỉnh để phối hợp để trong công việc phòng chống hạn và khu vực trên địa bàn toàn tỉnh. Việt Nam là quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu, nhưng với sự nỗ lực của những người làm công tác khí tượng thủy văn đã có phần rất lớn hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngày khí tượng thủy văn thế giới 23 tháng 3 hàng năm cũng là dịp để chúng ta tri ân những công việc thầm lặng của đội ngũ cán bộ nhân viên ngành khí tượng thủy văn, nhưng đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống con người và sự phát triển của đất nước. Hiện Lâm Đồng đã và đang triển khai đề án nâng cao chất lượng cây điều địa phương với các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ cây giống đến từng hộ nông dân. Đây là những chương trình hỗ trợ thiết thực tạo nên một cú hích đẩy mạnh và phát triển cây điều thương phẩm địa phương. Và một mùa điều được mùa được giá như năm nay chính là động cơ mạnh mẽ để nông dân đầu tư phát triển loại cây trồng này.